Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Nhân dịp năm mới, thay mặt những người làm chương trình, xin được chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa quý vị, trong không khí vui mừng chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Hội Người Việt thành phố Chemnitz, Cộng hòa Liên bang Đức và vùng phụ cận đã tổ chức chương trình đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Sự kiện đã thu hút được đông đảo bà con cũng như khách mời và đại diện chính quyền địa phương đến dự. Màn biểu diễn múa lân khai mạc chương trình hết sức sôi động và các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc do chính các bà con biểu diễn về chủ đề mùa xuân, tình yêu quê hương, đất nước. Các tiết mục như hát chèo, dân ca quan họ Bắc Ninh, múa dân tộc đan xen với các tiết mục văn nghệ khác đã tạo nên một không khí Tết hết sức vui tươi, phấn khởi cho bà con. Cháu rất thích Tết Việt Nam vì là mặc dù cháu sinh ra và sống ở bên Đức, cháu vẫn có cái yếu kiện là đón Tết cựu truyền của Hội Người Việt Chemnitz. Vì thế cháu rất cảm ơn Hội Người Việt Chemnitz là cháu được đón xuân với đông mọi người như này ạ. Trong buổi đón Tết hôm nay ở đây, có rất nhiều người Việt vui vẻ, đáng yêu. Họ là những người đang sống ở Chemnitz và một số đang học tại trung tâm dạy nghề DAB Chemnitz. Chúng tôi cố gắng hết sức mình để giúp đỡ các du học sinh Việt Nam đang học tập tại đó và mong muốn trong thời gian tới sẽ đón nhận nhiều hơn nữa những du học sinh từ Việt Nam sang học tập và làm việc. Tết Nguyên đán của các bạn thật là tuyệt vời. Phát biểu trong buổi lễ, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ông Trịnh Quốc Việt, tùy viên quân sự, đã biểu dương những hoạt động cộng đồng của bà con người Việt ở đây và mong muốn bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, xây dựng cộng đồng vững mạnh. Đồng thời bày tỏ lời cảm ơn đến các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng người Việt ở đây trong quá trình hội nhập và phát triển. Việc tổ chức đón Tết cổ truyền cho bà con là một trong những nhiệm vụ công tác cộng đồng của Hội Người Việt Chemnitz phụ cận. Trong không khí đón Tết vui xuân, bà con gặp gỡ nhau, giao lưu, đoàn kết và gần gũi nhau hơn để giúp đỡ nhau là thực hiện tốt, hòa nhập với cuộc sống ở nước sở tại và cùng nhau hướng về quê hương đất nước. Qua việc đón Tết cổ truyền để giáo dục về bảo tồn văn hóa, bản sắc văn hóa Việt cho những thế hệ sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chương trình gặp mặt đầu xuân như thế này đã tạo ra sân chơi để bà con người Việt gặp gỡ, chia sẻ vui buồn cũng như những thuận lợi và khó khăn trong cuộc sống lao động xa quê hương đất nước, cùng hưởng niềm vui chung trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Qua đó nhắc nhở những người con đất Việt sống xa tổ quốc luôn hướng về quê hương đất nước. Cũng tại Cộng hòa Liên bang Đức, vừa qua Hội Người Việt tại West Saxon Zwickau đã tổ chức lễ đón mừng năm mới Kỷ Hợi. Tham dự buổi lễ có đại diện chính quyền một số thành phố ở Đức, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và hơn 600 bà con người Việt trong cộng đồng cùng nhiều người dân địa phương. Sau màn pháo hoa rực rỡ, lễ đón năm mới lần thứ 32 của những người Việt sinh sống tại khu vực Tây Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm và tràn đầy hương vị của ngày Tết cổ truyền. Qua rất nhiều những thăng trầm của cuộc sống, nhưng bà con thì vẫn người Việt ở tại nơi xa này thì vẫn luôn luôn quây quần bên nhau, đoàn kết và mọi người cùng chung tay xây dựng, cùng chung tay làm ra được một cái chương trình Tết ngày hôm nay. Với một cái ban chấp hành khoảng 20 người, chúng tôi đã tổ chức cho bà con thường xuyên và các năm để đón Tết và cũng như là để duy trì những cái nét đẹp văn hóa cũng như là chuyển giao những cái văn hóa của Việt Nam cho các cháu ở thế hệ thứ hai. Với chủ đề Ngày Tết quê em, lễ đón năm mới Kỷ Hợi của những người Việt tại Đức được tổ chức với nhiều hoạt động mang đậm truyền thống văn hóa của dân tộc Việt. Đêm đón xuân đã mang đến cho bà con cộng đồng, người dân địa phương những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tôi đã nhiều lần đến đây dự những hoạt động của cộng đồng người Việt. Tôi thấy họ hội nhập rất tốt, đặc biệt là các cháu nhỏ, luôn đạt những thành tích cao trong nhà trường. Đến đây tôi đã được hiểu thêm về văn hóa, cũng như thấy được nét văn hóa của các bạn rất đẹp. Hôm nay thành phố Spreewell Vetsasen tổ chức lễ đón mừng năm mới Kỷ Hợi, thì thay mặt gia đình thì rất cảm ơn các ban tổ chức đã tổ chức một buổi lễ rất là long trọng và hoành tráng để đón cái Tết, để đón cái khoảnh khắc mà giữa năm cũ và
và chào đón năm mới năm 2019. Đêm đón xuân không chỉ là cơ hội để bà con người Việt thêm hiểu biết lẫn nhau, gắn bó đoàn kết hơn, mà đây cũng là dịp để các con cháu cộng đồng có thêm trách nhiệm, ý thức hơn về sự truyền tải văn hóa truyền thống dân tộc cho thế hệ kế tiếp. Tiếp theo bản tin là không khí đón năm mới tại Papenburg và tại chùa Viên Giác, Cộng hòa Liên bang Đức. Tối ngày 2 tháng 2, gần 400 kiều bào Việt Nam tại thành phố Papenburg và khắp Cộng hòa Liên bang Đức đã gặp gỡ, giao lưu và tham gia văn nghệ để đón chào xuân. Cộng đồng người Việt tại thành phố Papenburg là một cộng đồng lớn mạnh và luôn có chủ trương gìn giữ và lưu truyền phong tục Việt Nam cho các thế hệ trẻ, đồng thời truyền bá văn hóa Việt đến với người dân nước sở tại. Đến dự Tết năm nay, ngoài những người Việt xa quê còn có nhiều người Đức tới tham gia. Đại diện thành phố tham dự chương trình cũng đã đánh giá cao tình đoàn kết của người Việt tại thành phố Papenburg. Đêm văn nghệ đã mang lại bầu không khí ấm cúng của mùa xuân quê nhà tới với bà con nơi xa xứ. Đúng giờ khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tại chùa Viên Giác, thành phố Hannover, Cộng hòa Liên bang Đức, phương trượng Thích Như Điển đã điểm tiếng chuông và tiếng trống đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi. Hơn 600 bà con kiều bào đã tập trung tại chùa Viên Giác để đón năm mới Kỷ Hợi và tham gia các hoạt động mừng năm mới. Các tăng ni Phật tử và bà con kiều bào đã cùng đốt pháo, đọc kinh dâng Phật đầu năm và thưởng thức màn múa lân mừng năm mới. Hòa chung không khí đón Tết của người Việt trên khắp thế giới, cộng đồng người Việt tại Nam Morava, Cộng hòa Séc đã tổ chức Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019. Phát biểu tại buổi lễ, ông Pesek, thị trưởng thành phố Breslav, đánh giá cao cộng đồng người Việt tại đây. Đó là một cộng đồng chăm chỉ, siêng năng, cần cù, cố gắng và kiên trì. Các thế hệ sang Séc cách đây hơn 30 năm đã có một nền tảng vững chắc. Thay mặt chính quyền sở tại, ông Pesek chúc cộng đồng người Việt một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Trong không khí ấm cúng, mọi người đã cùng nhau thưởng thức những hương vị ngày Tết đậm chất dân tộc Việt Nam. Trong khi đó, tại Ukraine, Hội Người Việt tỉnh Kharkov cũng đã tổ chức gặp mặt liên hoan mừng xuân Kỷ Hợi. Buổi gặp mặt có sự tham gia của đại diện các tổ chức hội đoàn, các doanh nghiệp Việt Nam tại Kharkov và bà con cộng đồng. Tại buổi gặp mặt, ông Trần Đức Tượng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Kharkov nhấn mạnh, năm 2018, đất nước Ukraine còn nhiều khó khăn, khiến đời sống và công việc kinh doanh của bà con người Việt tại đây bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Đại sứ quán, sự ủng hộ to lớn của Hội đồng Bảo trợ, sự đoàn kết gắn bó, chung tay góp sức của các tổ chức hội đoàn, hội đồng hương các tỉnh, nên mọi hoạt động của cộng đồng tại Kharkov được duy trì tốt với sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con cộng đồng. Năm 2019, những thách thức tiềm ẩn còn nhiều. Song, với tinh thần đoàn kết, gắn bó đã là truyền thống nhiều năm nay, cộng đồng người Việt Nam tại Kharkov sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua khó khăn. Không khí tươi vui phấn khởi của năm mới đã xua tan cái giá lạnh của thời tiết tại Ukraine, giúp những người con xa quê hương cùng nhìn về tương lai với những niềm tin và hy vọng mới. Chiều ngày 3 tháng 2, tức là ngày 29 tháng Chạp âm lịch, tại trường phổ thông cơ sở Rasun, ngoại ô Warsawa, Ba Lan, đã diễn ra ngày hội đón Tết mừng xuân Kỷ Hợi. Đây là lần thứ 6 Tết cổ truyền Việt Nam được tổ chức tại Rasun. Năm nay, ngày hội được tổ chức bởi Chi hội người Việt Nam tại Rasun, Trung tâm Văn hóa Rasun, Trường Tiểu học Rasun, Hội Người Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, Quỹ hỗ trợ người Việt hội nhập tại Ba Lan và Báo Quê Việt. Sau màn múa lân sôi động của văn trường võ quán, ngài quận trưởng Rasun bày tỏ vui mừng khi lại được đến dự ngày lễ này. Ông chúc mừng cộng đồng Việt Nam tại Rasun và toàn thể những người có mặt sức khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Đại sứ Vũ Đăng Dũng rất cảm kích, cảm ơn ngài quận trưởng và các cấp lãnh đạo Rasun đã tạo điều kiện tổ chức cùng tham dự ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Ngày lễ này là dịp để hai dân tộc giao lưu văn hóa, tăng cường đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau. Nhân dịp năm mới, đại sứ gửi tới các vị lãnh đạo địa phương cũng như toàn thể bà con lời chúc năm mới mạnh khỏe, an khang. Chương trình mừng xuân đón Tết Kỷ Hợi là thể hiện một sự giao thoa, giao lưu giữa hai nền văn hóa, một cái truyền thống văn hóa đón Tết cổ truyền của người Việt Nam cũng như là văn hóa của người Ba Lan. Cái sự kiện này được tổ chức thể hiện sự quan tâm và hợp tác rất là hiệu quả và nhiệt tình của lãnh đạo của quận Rasun cũng như là của chi hội cộng đồng người Việt Nam tại thành quận Rasun. Chương trình chào năm mới năm nay có các tiết mục võ thuật của văn trường võ quán, các giọng ca nhí trong cộng đồng, các tiết mục nhảy của nhóm Rumba, nhóm múa của cô Monica và các ban nhạc Đông Đô, ban nhạc đồng quê Rasun, Robby,
các tiết mục văn nghệ được bà con chăm chú theo dõi và cổ vũ rất nhiệt tình. Tại ngày hội, bà con cũng được thưởng thức những món ăn truyền thống trong ngày Tết Việt Nam như bánh chưng, xôi gấc, nem cuốn, giò chả. Cuối ngày hội, bà con đã được thưởng thức một màn pháo hoa đón Tết mừng xuân rực rỡ. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và trang phục áo dài của Việt Nam từ lâu đã được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ và đánh giá cao về sự độc đáo, tinh tế và hoàn mỹ. Và nay, những sản phẩm và trang phục đó đã đến gần hơn với người dân Bangladesh qua lễ hội thủ công mỹ nghệ quốc tế lần thứ 3 vừa diễn ra tại thủ đô Dhaka vào ngày 1 tháng 2 vừa qua. Tại đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã giới thiệu tới người dân nước bạn và bạn bè quốc tế những sản phẩm thủ công mang đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Và đặc biệt, không thể thiếu là những chiếc áo dài truyền thống của dân tộc. Hình ảnh những chiếc áo dài Việt vừa quen cũng vừa lạ. Màn trình diễn áo dài Việt Nam đã đem đến sự bất ngờ và thích thú cho khán giả. Phần trình diễn kết hợp đầy ngẫu hứng giữa các người mẫu Bangladesh với các phu nhân và cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam. Không khó để khán giả nhận ra sự tương đồng giữa trang phục truyền thống của hai dân tộc. Trang phục truyền thống của các bạn, đặc biệt là trang phục của phụ nữ rất giống với trang phục truyền thống của chúng tôi. Phụ nữ Bangladesh mặc trang phục truyền thống của các bạn rất đẹp. Do vậy, hãy tạo thêm nhiều cơ hội để người dân hai nước có thể diện những bộ trang phục truyền thống của nhau trong nhiều dịp hơn nữa. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Trần Văn Khoa nhấn mạnh về những điểm tương đồng giữa nền văn hóa hai nước và cho rằng những hoạt động giao lưu và trao đổi văn hóa như thế này sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tham dự lễ hội thủ công mỹ nghệ quốc tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đem đến những sản phẩm thổ cầm, tranh thêu tay, áo dài truyền thống nam nữ được mang từ Việt Nam sang. Gian hàng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Bangladesh và bạn bè quốc tế. Tôi đặc biệt ấn tượng với những sản phẩm thêu thủ công của các bạn, cách phối kết hợp màu sắc hài hòa, tinh tế và những thiết kế độc đáo. Tôi đang ấp ủ ý tưởng thiết kế những sản phẩm kết hợp với những nét đặc trưng độc đáo của hai nước. Lễ hội thủ công mỹ nghệ quốc tế Bangladesh có sự tham dự của nhiều quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Bhutan, Brazil. Đây không chỉ là dịp tốt để quảng bá và tôn vinh văn hóa Việt tới với bạn bè quốc tế, mà còn là cơ hội để những tinh hoa văn hóa của mỗi nước được lan tỏa và trở thành cầu nối cho tình hữu nghị giữa các dân tộc. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương hôm nay. Nếu bỏ lỡ các chương trình Tết đặc sắc của Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam, quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vtv.vn hoặc YouTube để xem lại. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.